Christopher Columbus sinh năm 1451, mất năm 1506. Christopher Columbus 1551 to 1506. Bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương trừ khi bạn có đủ can đảm để mất dấu bến bờ. You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. Một, nhà thám hiểm và nhà ngoại người Ý này đã hoàn thành 4 chuyến đi xuyên đại Tây Dương. One, he was an Italian explorer and navigator who completed 4 voyages across the Atlantic Ocean. 2. Ông và đoàn của mình đã mở đường cho việc khai phá và thuộc địa hóa một lục địa khổng lồ mới. 2. He and his men opened the way for exploration and colonization of a new huge continent. 3. Ông đi biển khi còn trẻ và du lịch khắp nơi. 3. He went to sea at a young age and traveled widely. 4. Columbus có kiến thức rộng về địa lý, thiên văn và lịch sử. 4. Columbus had a wide knowledge about geography, astronomy and history. 5. Ban đầu, ông lầm tưởng vùng đất mình đặt chân đến là Ấn Độ, chứ không phải là vùng đất mới. 5. At first, he mistook that the land he landed on was India, not a new land. 6. Người ta ghen tị vì ông quá nổi tiếng và được vinh danh sau những chuyến đi. 6. He was envied because he was so famous and honored after the voyages. 7. Ông bị buộc tội là một thống đốc thuộc địa tàn bạo. 7. He was accused of being a brutal colonial governor. 8. Có hạt Columbus để vinh danh ông. 8. District of Columbus was named after him in his honor. 9. Mặc dù ông đã khám phá ra một thế giới mới, nhưng nó lại được đặt tên là America để tôn vinh một người khác. Although he discovered a new world, it was named America to honor another man. 10. Mô tả chi tiết về vùng đất mới được ông America công khai ở châu Âu sau đó. 10. Detailed description of the new land was publicized in Europe by Mr. America Vespucci Lately.